Bây giờ thì cha chạy vô mé rồi, như vậy chuẩn bị thả neo thôi. Ở đây cũng có mấy chiếc ghe, neo nữa. Neo chuẩn bị nấu cơm ăn. Mồi bén, mồi bén. Bán cơm. Chào cả nhà, nãy mình thử cào được tiếng hồ, được mất cá rồi, giờ được cá bằng ăn cơm cả nhà ơi, nó bụng rồi. Này có một bán nè, cá phèn nè, bằng cá phèn nấu canh. Cha nấu món gì? Chi chua đi, cá phèn nấu canh cà chua. Cá phèn nấu canh cà chua. Đây có mấy con cá phèn ngon nè. Cá này mới cào vô luôn còn sống ngập ra. Chi vậy? Có cá vàng ngon quá mà không có đem theo me. Giờ mình cá phèn nấu canh dưa chua. Nhưng mà có đem theo me thì mình nấu cá ngát với lại cá ốc vàng á. Cá ngát đây, bằng cá nấu canh chua ăn hết sảy luôn. Nhưng mà cũng không có đem theo me. Nên là cá phèn nấu canh cà chua luôn. Ăn cơm. Ủa, cá phèn to cha. Có cái son ra đó là lấy mong nước rửa đây. Cái son đâu? Đây cho cả nhà xem con cá bóng kẹo mới vừa cào lên nè. Thấy cá kẹo biển nha cả nhà. Ấy nó mập ú nù luôn. Con này mà kho tiêu ăn là hết sảy. Do là chút nữa nước cạn á nên là cha tranh thủ nấu cơm ăn. Nấu cơm ăn rồi chạy vô bờ rồi lựa luôn cũng được. Chứ mà mình lựa tại chỗ thì vậy sợ nước cạn á nên là vô bờ không được á. Nên là tranh thủ nấu cơm ăn rồi chạy vô bờ lựa. Wow, ăn cam kèo à. Nhìn nó cũng giống mấy cá bóng sao ở trong chổng á. Nhưng mà nó sống ở biển dài với lại nó trơn hơn. Còn đây là con cá mồng gà nha cả nhà. Cá mồng gà hay là màu già gài cũng được á. Lấy cái dải nó sáng sáng vàng vàng đẹp. Ây. Cào được cho cả nhà xem chút xíu rồi. Cái mẻ này cào có lấy không? Cá ốc vàng. Cái cá ốc vàng cả nhà, gai nè. Tôm sắt. Còn cái này là cá ốc trắng. Cá ốc vàng luôn. Đấy, cá này mà đem theo me nấu canh chua ăn là đúng bài luôn. Cả là nấu canh chua lá me. Còn cá phai. Cái này là cá phai cả nhà. Ủa, cá phai mà nấu canh cá chua được không cha? Nát. Nát hả? Để mặt nó cũng được mà nát sợ nó hết. Ấy vài con cho con ơi, con khoái ăn cá phai lắm. Đây, bỏ vô hai con này cho mình ăn. Cho cha bỏ lên mặt ăn cá phai ngon lắm. Đóng là nó bỏ lên mặt chín nát cá phai mới cầu vô xuống nhân luôn. Giờ cha bằng cá thôi, bằng cá nó không? Cá tươi. Mới thả có con vét chừng tiếng gì vậy cha? Tiếng này không có tiếng nè. Tiếng á, được như đây đầu ăn á. Ui, con cá út sừng. Cá này út sừng phải không cha? Út sừng. Nếu mà mình cũng biết rành rành xíu ha. Cá út sừng cả nhà. Cá út mà nấu canh dưa chua đâu có ngon không cha? Ăn nó không có đúng bài. Cá út phải nấu canh chua. Lâu lâu ăn cá phèn, cá phèn, cá phèn. Cá phèn. Ừ. Con cá phèn bự ra đi. Wow. Đấy, mình neo cũng gần bờ cả nhà. Đó, vòng vòng đó đó. Cá này mới cầu lên luôn, khỏi đến giải luôn. Khỏi đến giải luôn. Phèn khỏi đến giải luôn. Neo để ăn, nấu ăn, ăn cho nó mát mẻ. Rồi chạy vô bờ lựa sau. Chủ yếu cái mẻ này là có tôm sắc nhiều quá trời. Có cá ngát nữa. Nè. Cá ngát. Mấy con tôm này lên bờ nó chết hết rồi chà. Lên chết rồi. Coi còn cá ngát sống dài. Con này ăn béo ơi. Ui.
có con tôm này giống tôm Alaska vậy nè. Để hỏi cha, con này con tôm gì vậy cha? Con này nè tôm gì vậy? Tôm càng gì đó biết đâu rồi. Con tôm giống Alaska cả nhà, nó bị gãi kè này. Thôi giờ thả cho nó đi đi, tôm này ăn có muốn bao nhiêu đâu, biết đâu lớn lên nó thành Alaska sao. Đi đi, thêm con cái ốc hay gì vậy? Cũng nấu được rồi mà đúng không? Nấu được cái chua mà. Ui có cái cục gì vậy? Ui cái đồ cổ. Cái này giống đồ cổ thôi cha. Cái bình đất nè, phải nó còn nguyên, lấy làm đồ cổ luôn luôn á. Hồi đó cái nhà cha có cạo vô là cái ông thần tài á. Ông thần tài nè, ở trong biển luôn, ở dưới biển cái cạo vô ông thần tài luôn, xong rồi đem về thờ luôn. Với lại lâu lâu cào được tiền mà loại giấy Doreme cả nhà, nó không bị rách á, tiền gọi là 50% đâu á. Có bao giờ cho cào vô giấy 500 chưa? Có luôn. Ồ, 500 vô hệ luôn á. Cái một quỷ kìa. Quỷ đó cái nhà nó chua. Một quỷ để dành nó chua ăn ngon lắm. Đây, cái một quỷ nữa cả nhà. Cái mặt nó xấu như quỷ gì. À, mặt nó nè xấu như con quỷ luôn. Con này mình không cẩn thận mà cầm trúng gai nó là xong luôn. Nhưng mà thịt nó ăn ngon. Thấy trời bây giờ khoảng 11 12 giờ trưa ở nhà nên là trời mà trời nó không có nắng, nó mát gì được, đã lắm. Dạng tôm nó đi. Dạng tôm nấu canh. Đó cũng lại nhà cũng thèm rồi. Tôm sống này, thèm tôm sống rồi. Thập cẩm màu bán luôn. Rồi nấu. Rồi cả nhà bây giờ cha vô mui để mà nấu canh. Do là lúc nãy cha đi quên mang theo cái chìa khóa cửa nè, nên là không có mở cửa được nên là hơi tối. Cả nhà thông cảm nha. Chuẩn bị nấu canh. Ở đây mình bắt nước ra đây mình làm rau rác đây. Có đem theo rau với lại cơm ở nhà nấu sẵn. Một ngò một đêm luôn. Rau là có gì vậy cha? Cà chua với hành lá quế thôi. Nó canh cà chua. Đây. Đi ra ngoài làm rau ơi. Ai uống nước ai hút nước thuốc ai. Mấy cái nước mà rửa bát với lại rửa rau đồ ở nhà là rửa dưới nước biển hết. Còn mấy mà nước mà nấu canh với lại nước uống là nước ngọt cả nhà, chứ nước mặn uống đâu có được. Đây, neo kế bên mấy rừng nè. Cha chơi bằng lưới mà miếng cào rách nữa cả nhà, để mà chà son cho nó sạch. Trời giờ cũng khá là im. Giờ là lúc 11 giờ 12 giờ trưa cả nhà, nhưng mà trời mát lắm, mát rưỡi à. Không có nắng. Đây này cả nhà, ở bên kia có chiếc ghe đáy mông nó đang kéo đáy kìa. Đây phóng to lên cho mọi người xem. Nó hơi mờ nha cả nhà, không thấm nha. Đang kéo ruốc. Ghe đáy mông mà đóng đáy, đóng ruốc phải không cha? Cha. Đáy mông mà đóng ruốc phải không? Đúng không? Đó. Chiếc ghe đó đóng con ruốc cả nhà. Đấy nó mờ quá. Ở đây thì gần gần khu vực này thì đáy mông rất là nhiều cả nhà. Cha đang mần rau. Vô đây đâm hành ớt với rau thả cá vô. Nước sôi cả nhà ơi, thả cá vô. Cái ốc lâu chín rồi.
đấy cái đầu cái thùng mồi bén của cha đó, thấy cái thùng to vậy chứ có tí xíu. Rồi cá ăn hết cho thèm bự không à. Còn cá phai với lại tôm mình chín rồi mình bỏ vô, nếu không có rã với lại nó không có ngon, đúng không cha? Bén mà bén mà bén. Hôm nay là cải chua với lại hành, canh thì cũng đơn giản thôi, cha nấu vậy thôi. Đó, cái đó là bình nước ngọt để mà chứa đem theo ghe nấu ăn lại uống đó cả nhà. Bình nước ấy nước lọc. Muối. Ở đây nước mắm. Canh cải chua thì khỏi bỏ me, cũng chua sẵn. Cải chua mà me gì. Chua 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 này giờ hai cha con nấu một canh. Cào nhét xong bắt cá nấu được canh ăn cơm. Tụt mất hết đôi đũa. Còn con chiếc đũa à. Kê kê đũa kìa. Rồi bỏ tôm cá phai vô cái sôi lên hấp hơi thì bên trên là chín rồi thì tém rồi. Mấy con cá tươi đầu tươi này mình nấu vừa chín tới thôi ha, là ăn cái thịt nó ngon nó ngọt, không cần phải nấu chín quá. Quá đã. À, chút nữa chín thì dọn lên trước mui ăn hả cha? Dọn lên trước ăn. Đúng rồi, dọn lên trước ăn, trời trời cũng không có nắng đâu, mát 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 đã lắm. Rồi quả cho gió thổi nó mát, còn ngồi trong đây ngọt ngạt quá. Rồi ăn cái mình ngắm cảnh thiên nhiên, rừng cây, biển gió luôn luôn. Ừ, cha làm gì vậy? Làm nước muối như nãy quên để nước mắm rồi. Muối ớt hả? Ừ. Canh cá chua chấm muối ớt cũng được mà. Cái dĩa này lâu dữ rồi đó. Cái mẫu này lâu dữ rồi đó, không nhớ lâu dữ rồi đó. Chín rồi cả nhà ơi. Đây cho cả nhà xem mọi canh này. Đấy, hấp dẫn chưa? Rồi mời cả nhà dùng với tôi chén cơm ở ngoài biển cả nhà ơi. Đang neo ngoài biển kế bên mé biển Dầm Láng nè. Rồi chén cơm. Xin chào cả nhà nha. Mời cả nhà dùng cơm với cha con mình. Đây, đi cúng cha, cúng cha cha. Cúng mấy ông có mặt mày gì cơm hộ mà tay. Thank you.
mình thành công mình. Cá vàng ăn béo không chà? Vàng béo thơm nó cạo nó cạo chưa? Béo còn ngon. Thèm quá. Hút bảy con cá phai đi. Đấy rồi. Ui cá phai nó mềm quá. Sôi lên. Mời cả nhà miếng cá phai nha. Mới cạo vô cũng hòn. Thanh cũng họng luôn á chàng. Đúng rồi. Cá phai đã thì ăn cho nó mát họng. Rồi con út rồi. Út gà. Út gà. Con này béo à. Béo không? Cá út mà mấy cái loại mà cá út cá ngát đồng á. Cái thịt nó ăn béo quá chàng. Nó con nó thịt nó thơm màu khác, màu khác. Nó thơm màu khác, út thơm màu khác. Ốc vàng không được á. Này, chấm nhím nữa. Mời cả nhà nha. Không còn từ nào diễn tả luôn. Quá đã luôn. Nó là nó ngọt nó cà luôn. Ăn thử miếng cá phèn nè. Cá vàng cả nhà. Cái thịt cá vàng nó mềm mềm mềm, nó xới xới ăn đã lắm. Béo 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 ngọt ngọt. Đã chà. Cá phai à, mình phải ăn cá phai. Tại cá phai ăn nó không nhả xương nữa. Trời chân canh lại đậu nhà không ăn cá mua. Nay ra cào giác một tiếng đồng hồ. Cá sống không ngon quá. Chai vô mát ngồi chà, nắng rồi. Nắng lên nè. Vô mát đi. Vô mát ngồi. Làm bánh tôm đi. Con tôm này chắc ngọt hả cha. Tôm mới cạo lên luôn, ngọt ngay luôn. Ngọt quá. Ngon. Ông vợ ở nhà cũng thèm đồ biển cầu tươi. Cầu xuống cái quất màu bén không? Đưa đầu cá út vàng. Mở không? Nắng quá, giờ vô xíu chờ. Giờ nóng lên. Ngay giờ. Còn con cá phai, cha ăn cá phai không? Ừ. Ngon thật sự. Mình nãy giờ mình nào em đang cá cũng đo. Cái đầu béo quá. Ừ.
cơm nữa ngon. Cái này chắc cũng còn nước lớn mà hả cha? Rồng rồi. Đang rồng. Ừ. Cơm mình sẽ vô. Cạn. Tôm ngọt quá. Thèm đậu nữa. Để cho cha thèm đậu, ăn đậu không à. Béo à. Cái đậu của nó nha, nó có cái sọ nên là cha phải ăn. Nó béo. Cái đuôi của bạn đang ăn rồi đang ăn trang đi cho ăn cái đầu đó ăn đuôi. Bự béo rồi. Cô mưa biển mát mà nắng quá rồi vô cả nhà ơi. Bye bye cả nhà. Dạ nói tiếng mát mà nắng. Mát mà nắng là sao? Trời nãy là mát mà giờ nắng quá rồi. À chưa nắng lên rồi. Thôi rồi mình cũng xin chào cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà. Rồi hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo của mình nha. Bây giờ thì hai cha con kéo neo rồi chạy vô bờ. Lựa đóng cá nữa rồi về. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nhớ đăng ký video để mà đón xem video tiếp theo của mình nha. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.